kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Điều ít biết về bà Kamala Harris. Chiến lược tranh cử khác biệt. Tăng tốc vào thời điểm nước rút. Thưa quý vị và các bạn, các cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Bà Kamala Harris với vai trò là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đang có xu hướng chiếm được nhiều sự ủng hộ so với đối thủ của mình là ông Donald Trump. Vậy liệu bà có thể làm nên lịch sử khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ hay không? Hay ông Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng một lần nữa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, bà Kamala Harris đã nổi lên là một ứng cử viên hàng đầu cho cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ sau quyết định lịch sử rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 của Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21 tháng 7, chấm dứt nhiều tuần áp lực từ bên trong nội bộ Đảng Dân Chủ, ngay sau màn trình diễn gây thất vọng của ông tại cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump hôm 27 tháng 6. Và điều gây chú ý hơn nữa là Tổng thống Biden nhanh chóng tuyên bố ủng hộ phó tướng của mình và Kamala Harris trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Và tại Đại hội Đảng Dân Chủ, bà Harris đã dễ dàng nhận được sự ủng hộ cần thiết. Bà Harris sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964 tại Oakland, bang California, Mỹ. Trong tiếng Phạn, Kamala có nghĩa là hoa sen và bà luôn tự hào với nguồn gốc Ấn Độ của mình. Cả cha mẹ bà đều hoạt động trong phong trào dân quyền. Người mẹ, bà Simala Gopalan là người Ấn Độ và cha của bà, Donald Harris, một người gốc Jamaica. Họ đã gặp nhau tại Đại học California và kết hôn. Họ ly hôn năm 1972 khi bà Harris và chị gái còn nhỏ. Sau đó bà Harris được mẹ nuôi dưỡng và người mẹ được coi là người có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với cuộc đời của bà. Bà Simala đã nuôi dạy các con gái rằng thế giới sẽ luôn coi họ là phụ nữ da màu. Và đó cũng là cách bà tạo dựng hình ảnh của mình hiện nay. Năm 1986, bà Harris tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị và kinh tế tại Đại học Howard, một trường đại học đầu tiên được thành lập dành cho phụ nữ da màu ở Washington. Năm 1989, bà tốt nghiệp trường luật Hastings của Đại học California. Một năm sau, bà thi đậu và gia nhập văn phòng công tố quận Alameda với tư cách là trợ lý luật sư quận. Kể từ đó, bà bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị, từng bước trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người da màu đầu tiên giữ chức Tổng trưởng lý California, luật sư hàng đầu và quan chức thực thi pháp luật tại tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Năm 2014, bà kết hôn với ông Dov Emhoff, một người đàn ông Do Thái sinh ra tại Brooklyn, New York và cùng nhau nuôi dưỡng hai con riêng của ông Douglas là Cole và Ella. Bước ngoặt chính trị lớn nhất đến với bà vào năm 2020 khi bà được ông Biden lựa chọn là người đồng hành tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Một sự lựa chọn mang tính lịch sử và đưa bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được lựa chọn làm ứng cử viên phó tổng thống cho một đảng lớn. Từ đó, bà từng bước giúp ông Biden đánh bại ông Trump lên nắm quyền ở Nhà Trắng. Và cái tên Harris tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Với chức ghế phó tổng thống, bà Harris được giao nhiệm vụ giám sát các vấn đề khó khăn, bao gồm vấn đề di cư ở biên giới phía Nam, quyền bầu cử và phá thai. Bà đã có mặt thường xuyên trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden, thường xuyên cảnh báo cử tri những tác động mà một Tổng thống của Đảng Cộng Hòa có thể gây ra với việc tiếp cận quyền phá thai. Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, bà Harris đã phá kỷ lục gần 200 năm qua với lần thứ 32 bỏ phiếu phá vỡ thế hòa phiếu tại Thượng viện và chủ trì một xác nhận lịch sử về vị trí thẩm phán tòa tối cao cho bà Ketanji Brown Jackson, người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử của Tòa án tối cao Mỹ. Giờ đây, ở tuổi 60, bà Harris đang được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử năm 2024 sau những gì đã làm trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Biden. Khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử, bà Harris thực sự cảm thấy mình đang ở thế khốc liệt và đường đến Nhà Trắng với bà được dự đoán sẽ còn rất gian nan. Chiến lược khác biệt của bà Harris. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020, 7 bang ghi nhận kết quả bầu cử chênh lệch dưới 3 điểm phần trăm, bao gồm Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Đây được gọi là những bang chiến trường do không nghiêng hẳn về Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa.
Tổng thống Joe Biden khi đó thắng ở 6 bang đầu tiên và qua đó thắng cử. Dù vậy, kết quả thăm dò dư luận từ đầu năm cho thấy ông Biden bị ông Trump dẫn trước ở cả 7 bang chiến trường kể trên. Khi ông Biden chưa rút lui khỏi cuộc tranh cử, các nhà phân tích đánh giá ông Biden có rất ít khả năng chiến thắng ở Bắc Carolina, Arizona, Georgia và thậm chí cả Nevada. Do đó, chiến lược tốt nhất cho ông Biden khi đó dường như là giữ vững các bang thuộc vành đai reset, tức chỉ các vùng đã trải qua suy giảm công nghiệp, trong đó có ngành sản xuất thép từ năm 1980, bao gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Ba bang chiến trường này, cùng với các bang dân chủ truyền thống và một phiếu đại cử tri ở bang Nebraska, có thể giúp ông Biden có đủ 270 phiếu đại cử tri để thắng cử. Tuy nhiên, chiến lược của bà Harris sẽ có sự khác biệt. Nhìn từ một góc độ, nhiều chuyên gia cho rằng bà Harris có thể kém thu hút hơn đối với các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động tại các bang vành đai reset. Điều đó sẽ khiến bà gặp thách thức hơn tại các bang như Wisconsin hay Pennsylvania. Dưới góc độ tích cực, bà Harris được cho có thêm nhiều phiếu của nhóm cử tri da màu, qua đó có thể thách thức ông Trump ở các bang phía Nam như Georgia và Bắc Carolina, nơi có nhiều người da màu, hay Arizona và Nevada, nơi có nhiều người gốc Latin. Năm 2020, ông Biden dẫn trước ông Trump 4,5 điểm phần trăm nếu xét đến tổng số phiếu bầu của cử tri Mỹ. Dù vậy, cuộc đua giành đa số phiếu đại cử tri sát nút hơn nhiều. Ông Biden thắng lợi tại 19 bang an toàn với Đảng Dân Chủ, thủ đô Washington DC và một phiếu ở bang Nebraska, nơi không áp dụng cơ chế người thắng được tất cả như đa số các bang khác. Tuy nhiên, ở cả 6 bang chiến trường, ông giành chiến thắng, chênh lệch giữa ông và cựu Tổng thống Trump đều tương đối nhỏ. Đặc biệt, có 3 bang nơi tỷ lệ chênh lệch chưa đầy 1%, Wisconsin là 0,6%, Arizona 0,3% và Georgia 0,2%. Giờ đây, bà Harris dường như có nhiều con đường đi đến chiến thắng hơn ông Biden. Theo một kết quả khảo sát của CNN SSRS, bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở cử tri da màu, gốc Latin và những người trẻ tuổi. Ông Biden trước đó bị bỏ xa trong hai nhóm cử tri Latin và người trẻ tuổi. Bằng chứng rõ ràng nhất đang được ghi nhận tại bang Georgia, nơi có 33% cử tri là người da màu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Harris đang dầm áp sát ông Trump với cách biệt 1-2 điểm phần trăm, thay vì bị bỏ xa tới 4 điểm phần trăm như ông Biden. Bắc Carolina là bang có phần an toàn hơn với ông Trump vì cựu tổng thống từng 2 lần liên tiếp giành chiến thắng tại đây. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai ứng cử viên vào năm 2020 là không quá cao, giúp bà Harris có cơ hội để lật ngược thế cờ. Đối với bang Nevada và Arizona, nhóm cử tri gốc Latin chiếm trên 20% tổng dân số mỗi bang sẽ có ảnh hưởng lớn. Phe Dân Chủ đã giành chiến thắng tại Nevada trong 4 kỳ bầu cử tổng thống gần đây nhất, dù bang này có xu hướng thiên về cánh hữu. Trong khi đó, Arizona vốn là căn cứ địa của Đảng Cộng Hòa, nhưng chứng kiến sự nổi lên bất ngờ của Đảng Dân Chủ trong những năm qua. Tăng tốc vào thời điểm nước rút. Trong bối cảnh chỉ còn hơn 40 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nữ Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đang có dấu hiệu bứt lên so với đối thủ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, báo hiệu một cuộc đua sít sao và quyết liệt đang ở phía trước. Các cuộc thăm dò mới nhất được NBC và CBS thực hiện cho thấy bà Harris đang có dấu hiệu bứt phá so với cựu Tổng thống Trump. Theo kết quả khảo sát công bố ngày 22 tháng 9 của NBC, trong số 1.000 cử tri được tham khảo ý kiến, có 48% số người được hỏi đưa ra phản hồi tích cực về bà Harris, trong khi ông Trump chỉ nhận được 38%. Trong khi đó, khảo sát của CBS cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm với tỷ lệ 52% và 48%. Còn theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của CNN, Phó Tổng thống Harris giành được 50% sự ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump giành được 47%. Các kết quả này phù hợp với những cuộc khảo sát gần đây do hãng Reuters Ipsos thực hiện, dù khảo sát này cho thấy cạnh tranh giữa hai ứng cử viên có phần gắt gao hơn. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn nước rút quyết liệt với sự bám đuổi sít sao giữa hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Hai đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh sít sao, kể cả tại các bang chiến trường quan trọng. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, dù bà Harris dẫn trước ở bang chiến trường Pennsylvania, song cả hai ứng cử viên dường như vẫn ngang tài ngang sức trên toàn quốc. Theo giới phân tích, dù các cuộc thăm dò trên toàn quốc tại Mỹ cho thấy nhiều chỉ số quan trọng, tuy nhiên số phiếu đại cử tri mới là yếu tố quyết định tới khả năng giành chiến thắng của ông Trump và bà Harris. Trong đó có một số bang đóng vai trò then chốt trong cuộc đua đang diễn ra, bao gồm Pennsylvania, Nevada hoặc là Wisconsin.
Trong một động thái đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không tham gia tranh cử thêm một lần nào nữa, kể cả khi ông không giành chiến thắng trước bà Harris trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 22 tháng 9, khi được hỏi về khả năng tái tranh cử sau 4 năm nữa, nếu thất bại trong cuộc đua này, ông Trump đã trả lời ông không nghĩ như vậy, đồng thời bày tỏ lạc quan về việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bà Harris hôm 22 tháng 9 cũng có một động thái đáng chú ý khi tuyên bố ông Trump nên chấp nhận đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận mới trên truyền hình CNN vào tháng tới, sau khi ông đã khước từ một ngày trước đó. Đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris xác nhận bà đã đồng ý tham gia màn đối đầu dự kiến sẽ diễn ra hôm 23 tháng 10. Tuy nhiên, ông Trump giữ nguyên lập trường không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào khác trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Phát biểu trước những người ủng hộ trong cuộc meeting vận động tranh cử ở Wilmington, Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng đã quá muộn để tổ chức một cuộc tranh luận khác vì việc bỏ phiếu đã bắt đầu tại một số tiểu bang. Ngày 22 tháng 9, bà Harris huy động được 27 triệu đô la Mỹ trong một gây quỹ tại New York. Đây là số tiền lớn nhất mà bà vận động được tại một sự kiện gây quỹ kể từ khi đại diện Đảng Dân Chủ tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống. Dự kiến trong tuần này, trong nỗ lực gia tăng sự ủng hộ của cử tri, bà Harris sẽ có bài phát biểu quan trọng, trong đó phác thảo tầm nhìn của mình về nền kinh tế, cũng như công bố một loạt các chính sách kinh tế mới để giúp người Mỹ tạo ra của cải và thiết lập những ưu đãi kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ các mục tiêu đó. Các chính sách được công bố trong bối cảnh nhiều cử tri còn do dự về cách bà Harris hỗ trợ họ về mặt kinh tế nếu bà được bầu làm Tổng thống, trong đó có cả những cử tri ở những bang dao động quan trọng. Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2020, bà Harris khi đó với tư cách là liên danh tranh cử của ông Joe Biden đã đề xuất tăng lương đáng kể cho hàng triệu giáo viên trường công lập, yêu cầu các công ty phải công bố các khoảng cách lương giữa lao động nam và nữ và đưa ra biện pháp xử phạt những công ty không thu hẹp khoảng cách này.